Mình chào bạn. Trong video clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký gói ST30K của nhà mạng Viettel. Thì đây là một gói cước mà chúng ta sử dụng trong vòng 7 ngày và tương ứng chúng ta sẽ có 7 GB với cước phí là 30.000 đồng nha các bạn. Đây là một trong những gói cước 7 ngày, gói cước tuần và rẻ nhất của nhà mạng Viettel. Thì nếu các bạn đang cần sử dụng dài ngày với chi phí là khoảng 30.000 đồng thì các bạn cứ theo dõi mình. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký gói ST30K của nhà mạng Viettel một cách an toàn và tiết kiệm chi phí nhất. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để sau phía đây để vào đọc thật kỹ. Nội dung cũng như xem cách đăng ký cụ thể nha bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website mà giảm giá 79.com đấy các bạn. Thì tại đây sẽ có rất nhiều các thông tin về mà giảm giá, về nhận cạc, nhận data hoàn toàn là miễn phí luôn đấy. Các bạn cứ vào để có thể nhận sử dụng trên chiếc sim của chúng ta luôn nha bạn. Tại kênh YouTube của mình còn có rất nhiều các video clip khác hướng dẫn về cách nhận data, về cách sử dụng sim của các nhà mạng. Bạn nhớ like kênh, đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi nha bạn. Vì bạn may mắn nhất cũng sẽ nhận được thẻ cao từ bên mình gửi tặng nữa. Còn có rất nhiều các video clip các bạn có thể xem ở phía dưới đây. Đó, nội dung nó rất nhiều nha các bạn. Để có thể lên mạng miễn phí thì các bạn cứ xem các video đây là đều có hướng dẫn hết. Các bạn chỉ cần thực hiện thao tác trên sim của chúng ta là có thể sử dụng lên mạng vô tư rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại xem cách hướng dẫn đăng ký gói ST30K, gói tuần được sử dụng nhiều nhất hiện nay nhé các bạn. Thì mình sẽ thông tin cụ thể quá để các bạn có thể nắm. Đối với gói ST30K thì chúng ta sẽ có là 7 GB với cước phí là 30.000 đồng, rất rẻ nha các bạn, và các bạn có thể sử dụng yên tâm trong vòng 7 ngày. Với 7 GB data này thì hoàn toàn là tốc độ cao, các bạn có thể sử dụng thoải mái. Nhưng mà lưu ý là để điều kiền đăng ký gói ấy, là tất cả thuê bao của chúng ta phải đang là hoạt động 2 chiều, có tài khoản từ 30.000 đồng trở lên. Nếu là thuê bao trả sau thì các bạn không có nợ cước, và tất nhiên là các bạn chưa đăng ký một gói 3G, 4G, 5G nào ở trên sim. Nếu đang có thì các bạn phải hủy đi thì mới đăng ký được gói ST30K này nhé các bạn. Rồi với chu kỳ sử dụng 7 ngày của Viettel thì các bạn có thể đăng ký sử dụng gói cước này như thế nào? Thứ nhất là các bạn có thể vào website và đăng ký theo cú pháp mình để tại website. Các bạn cứ soạn tin nhắn chính xác như vậy rồi gửi đến tổng đài 9123 là các bạn sẽ đăng ký thành công. Hoặc tiện lợi nhất là các bạn cứ nhấn vào chữ đăng ký qua SMS đấy các bạn. Đó, vào website đọc kỹ nội dung, nếu đồng ý với việc sử dụng gói cước thì các bạn cứ nhấn vào chữ đăng ký qua SMS đây, là ngay lập tức hệ thống sẽ tích hợp vào tin nhắn trên điện thoại của bạn. Bạn chỉ việc gửi đi là sẽ đăng ký thành công nha bạn. Bạn sẽ có 7 ghi sử dụng trong bảng 7 ngày và bạn sẽ bị trừ cước phí là 30.000 đồng ở tài khoản chính. Ngoài ra tại website thì còn có hướng dẫn cho các bạn cách hủy gói cước ST30K trong trường hợp mà mình không còn sử dụng, cũng như cách gia hạn, cách kiểm tra các thông tin về data, lưu lượng. Nói chung các thông tin cần thiết là mình đều để ở đây để các bạn có thể vào tìm hiểu là có thể biết được ngay luôn. Đặc biệt là các bạn có thể thấy gói cước này, gói cước ST30 này rất ưu đãi, thì các bạn có thể tặng cho bạn bè và người thân. Cú pháp thì mình cũng để tại trang website mà giảm giá 79.com cho các bạn vào và tìm hiểu. Đấy, rất rất nhiều nội dung nha các bạn. Rồi ngoài ra có rất nhiều các vướng mắc câu hỏi thì các bạn có thể liên quan ở phía dưới, mình có nội dung đấy để các bạn có thể giải đáp luôn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách đăng ký của ST30K. Để tiền lời nhất các bạn cứ vào website mà giảm giá 79.com hoặc là link mình để tại phần mô tả ấy, rồi nhấn vào chữ đăng ký qua SMS. Là ngay lập tức hệ thống sẽ chuyển qua mục tin nhắn trên điện thoại của bạn. Bạn cứ việc nhấn vào đây gửi đi là sẽ đăng ký thành công nha bạn. Ngoài ra nếu các bạn đang cần một chiếc sim sử dụng 3 4G 5G thoải mái cả năm, không cần phải nạp phí duy trì, dùng liên tục trong vòng 12 tháng để phát wifi, chơi game, nghe nhạc ấy, thì các bạn yên tâm cứ vào đây. Các bạn cứ click vào đấy nhé các bạn, sẽ chuyển qua bạn bè của bên mình có giới thiệu rất nhiều các loại sim sử dụng trọn gói 12 tháng, sử dụng trọn gói 1 năm. Các bạn cứ vào lựa chọn và đăng ký sử dụng. Và tất nhiên mình cũng hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký các gói cước của nhà mạng Viettel 3 4G 5G rất ưu đãi. Đây các bạn có những gói cước 20.000, 30.000, 50.000, những ưu đãi rất lớn. Và cảm thấy phù hợp với gói cước nào thì các bạn cứ nhấn vào chữ đăng ký đấy nhé các bạn. Đó, là ngay lập tức hệ thống này tích hợp trên điện thoại của bạn. Bạn gửi tin nhắn đi là sẽ đăng ký thành công. Ngoài ra thì các bạn có thể soạn tin nhắn chính xác như mẫu đấy,
và không bỏ qua, không thay đổi bất cứ thông tin gì nha bạn. Nó có rất nhiều các gói cước cũng như các nội dung liên quan, các bạn có thể vào website để xem kỹ các nội dung cũng như cách đăng ký các gói cước đấy bạn. Link của website, link của bài viết thì mình sẽ để tại phần mô tả video clip đấy nha các bạn, hoặc là các bạn cứ vào trực tiếp website mà giảm giá bài chính com đấy các bạn, để có thể vào nhận card, nhận data cũng như các chương trình khuyến mại là mình đều để ở trang chủ để các bạn có thể tiện theo dõi nhất nha bạn. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like kênh và đăng ký kênh YouTube của mình, nhấn chuông thông báo và theo dõi. Ngoài ra còn có rất nhiều các video clip khác hướng dẫn về cách đăng ký các gói cước của nhà mạng Viettel, Vina, Mobile, đồng thời cũng như cách sử dụng SIM một cách hiệu quả. Rồi hướng dẫn cho các bạn thêm cách nhận card, nhận data, sử dụng miễn phí, yên tâm hoàn toàn từ nhà mạng gửi tặng đấy nữa bạn. Mình đã hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký gói ST30K của nhà mạng Viettel sử dụng 7 GB trong 7 ngày. Nếu các bạn thấy gói cước phù hợp thì nhớ đăng ký sử dụng trong chu kỳ 1 tuần nhé các bạn. Nhớ chia sẻ video cho những người bạn của chúng ta để họ có thể biết và đăng ký gói cước này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.